off. Không có. Như vậy, đại hội đã nhất trí 100% là ban đại
đoàn chủ tịch đại hội, xin cảm ơn đại hội. Về số lượng đoàn thư ký dự kiến là 2 đại biểu, nếu đại hội nhất trí xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn đại hội. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội nhất trí 100% số lượng đoàn thư ký là 2 đại biểu. Sau đây là dự kiến danh sách đoàn thư ký. Bà Trần Minh Ngọc, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12. Bà Đặng Thị Liên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12, xin ý kiến đại hội. Nếu đại hội nhất trí cho biểu quyết. Xin cảm ơn đại hội. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã nhất trí 100% là 2 đại biểu có tên trên tham gia đoàn thư ký đại hội. Xin cảm ơn đại hội. Sau đây, xin kính mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội, đoàn thư ký lên làm việc. Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin báo cáo dự kiến chương trình làm việc của đại hội như sau. 1. Thông qua chương trình và nội quy đại hội. 2. Diễn văn khai mạc đại hội. 3. Tặng hoa đại hội, chào mừng đại hội của đoàn thiếu nhi. 4. Báo cáo tình hình đại biểu chính thức dự đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029. 5. Dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 và mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024. 6. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 13. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17, góp ý bổ sung sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 7. Các báo cáo tham luận. 8. Phát biểu của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. 9. Hiệp thương cử đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đi dự đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17. 10. Công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng. 11. Phát biểu của lãnh đạo phường. 12. Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết đại hội. 13. Thông qua nghị quyết của đại hội và bế mạc. Kính thưa đại hội đã nghe dự kiến chương trình làm việc của đại hội. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình làm việc của đại hội. Kính thưa các ông bà lãnh đạo, các quý vị đại biểu, để đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường An Biên lần thứ 13 thành công tốt đẹp, đoàn chủ tịch đại hội đề nghị các đại biểu dự đại hội thực hiện một số quy định sau đây. 1. Đại biểu chính thức được mời dự đại hội, nếu vắng mặt phải báo cáo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và phải được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đồng ý. 2. Đại biểu đến dự đại hội đúng giờ, ngồi đúng nơi quy định theo hướng dẫn của ban tổ chức. 3. Đại biểu phát biểu ý kiến tại đại hội phải đăng ký và được đoàn chủ tịch đại hội đồng ý mới được phát biểu theo thứ tự đã đăng ký. Nếu thời gian không cho phép, đại biểu gửi bài phát biểu bằng văn bản cho đoàn thư ký để bổ sung vào văn kiện của đại hội. 4. Đại biểu dự đại hội giữ gìn trật tự chung, không giải quyết việc riêng, không nói chuyện riêng, điện thoại để ở chế độ rung, không nói chuyện điện thoại trong thời gian diễn ra đại hội. 5. Đại biểu chính thức sử dụng thẻ biểu quyết của đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên để biểu quyết các nội dung trong đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi vừa thông qua chương trình và nội dung đại hội, xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Ngân, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội lên khai mạc đại hội. Xin trân trọng kính mời bạn.
Kính thưa các ông bà lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội. Thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, hướng dẫn số 66 ngày 2 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố nhiệm kỳ 2024-2029. Thực hiện thông chi số 14 ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân, hướng dẫn số 36 ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Lê Chân về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp phường tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Lê Chân lần thứ 17. Và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Biên về việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 13 nhiệm kỳ 2024-2029. Từ sự nhất trí của Đảng ủy phường và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, hôm nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên tổ chức Đại hội khóa 13 nhiệm kỳ 2024-2029. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các ông bà lãnh đạo, các quý vị khách quý cùng 68 đại biểu chính thức đã về dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên lần thứ 13 nhiệm kỳ 2024-2029. Kính chúc ông bà lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Kính thưa đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên luôn nhận được sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, sự phối kết hợp chặt chẽ, thống nhất cao về ý chí và hành động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các tổ chức thành viên, sự ủng hộ của cấp ủy, các chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố cùng với sự đồng tình ủng hộ của toàn thể nhân dân trong toàn phường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành chương trình hành động Đại hội 12 đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh hàng năm của phường. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần này sẽ đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2019-2024, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời tham gia ý kiến vào các văn kiện đại hội cấp trên, kịp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới thực sự về tổ chức và phương thức hoạt động của Ban Thường trực, của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, của Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố, nhằm hoàn thành xuất sắc vai trò trách nhiệm của công tác mặt trận, đáp ứng được mọi nhiệm vụ trong tình hình mới và gìn giữ vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày một trong sạch, vững mạnh. Với tinh thần đó, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên khóa 13, nhiệm kỳ 2024-2029. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường hôm nay vinh dự được đón nhận những tình cảm, sự quan tâm, động viên của các ông bà lãnh đạo thành phố cư trú trên địa bàn, các ông bà lãnh đạo quận, lãnh đạo phường, các cơ quan, ban ngành cùng các tập thể cá nhân trong và ngoài phường đã gửi hoa và quà chúc mừng đại hội. Xin trân trọng cảm ơn Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cư trú trên địa bàn phường đã gửi hoa và quà chúc mừng đại hội. Sau đây, xin kính mời đoàn chủ tịch lên nhận hoa chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lâm Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Ban Tổ chức Quận ủy lên tặng hoa chúc mừng đại hội.
Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa đại hội, lời đầu tiên cháu xin phép thay mặt cho hơn 2.000 học sinh trường trung học cơ sở Ngô Quyền kính chúc các ông bà lãnh đạo, các quý vị đại biểu sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp. Hôm nay, trong không khí trang trọng của đại hội, chúng cháu xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng với công lao dạy dỗ của thầy cô, cha mẹ, giữ gìn, tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, góp thành tích chung vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc. Nhân dịp Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029, với tất cả lòng kính trọng, chúng cháu xin kính tặng bó hoa tươi thắm nhất tới đại hội. Cháu xin trân trọng kính mời bác Nguyễn Thị Ngân thay mặt đoàn chủ tịch đại hội đến đón nhận tình cảm chân thành của chúng cháu. Xin trân trọng kính mời bác. Chúc đại hội thành công rực rỡ. Cháu xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội,
Với diện tích tự nhiên là 50,54 ha nằm ở trung tâm của thành phố và quận Lê Chân, phường An Biên được chia thành 8 tổ dân phố với hơn 2.000 hộ dân và hơn 9.000 nhân khẩu. Nhân dân trong phường đa số là dân lao động, cán bộ hưu trí, buôn bán nhỏ. Đảng bộ phường có 16 chi bộ với hơn 650 đảng viên, nhiều năm liền đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phường có 13 trường học gồm các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông và dạy nghề. Trên địa bàn có chùa Nam Hải và là trụ sở của Thành hội Phật giáo, có đền nghè, đền An Biên, nơi thờ nữ tướng Lê Chân. Về đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, nhiệm kỳ vừa qua, khối đại đoàn kết toàn dân của phường An Biên không ngừng tăng cường và mở rộng. Xin nhiệt liệt biểu dương các tầng lớp nhân dân trong phường, nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường đã đoàn kết thành một khối thống nhất, đồng tâm hiệp lực cùng chính quyền và Mặt trận Tổ quốc vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi toàn diện xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Về tình hình đội ngũ cán bộ công chức, chất lượng ngày càng được nâng lên, trình độ học vấn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, có khả năng tiếp thu kiến thức mới, công nghệ mới, cải tiến phong cách lề lối làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác. Về đội ngũ trí thức có trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, có tinh thần yêu nước trong công tác phát huy tài năng trí tuệ, đạt được nhiều giải thưởng trong các kỳ thi tuyển nghiệp vụ chuyên môn, đã đóng góp xứng đáng vào việc đào tạo những học sinh giỏi, là nguồn nhân lực nhân tài cho đất nước, thành phố và quận. Hội cựu chiến binh và cựu quân nhân phường có trên 300 hội viên mang truyền thống là và bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống cách mạng của cha ông, là chỗ dựa tin cậy của cả hệ thống chính trị. Hội phụ nữ phường có 1.017 hội viên chia thành 8 chi hội. Hội luôn làm tốt công tác hỗ trợ hội viên vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xây dựng và duy trì nhiều mô hình câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, duy trì 4 điểm chỉ tin cậy tại cộng đồng. Khối thanh niên trong toàn phường và khối trường học là lực lượng xung kích tự nguyện tham gia các chương trình của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn thanh niên phường đã giới thiệu cho đảng 26 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội người cao tuổi, các cụ là những tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo, có vai trò rất quan trọng trong việc ổn định chính trị xã hội, xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của mỗi gia đình ở tổ dân phố. Hội cựu thanh niên xung phong tập hợp đoàn kết các cựu thanh niên xung phong, phát huy bản chất truyền thống, nêu gương sáng trong cuộc sống, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần xung phong tình nguyện. Hội chữ thập đỏ, hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi phường có gần 500 hội viên, là lực lượng nòng cốt làm công tác nhân đạo từ thiện, đi đầu vận động quyên góp tặng quà với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Hàng năm vận động tặng gần 200 xuất quà trị giá trên 40 triệu đồng. Hội nạn nhân da cam dioxin phường hiện hội có trên 110 hội viên và duy trì quỹ vận động hàng năm từ 30 triệu đến 40 triệu đồng để tặng quà hỗ trợ nạn nhân da cam, được đánh giá là một trong những đơn vị tốt đầu của quận. Hội khuyến học, hội cựu giáo chức thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo điều lệ hội và theo chỉ đạo của cấp trên. Về kết quả thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024, nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức thành viên đã tích cực chủ động phát động các phong trào, các cuộc vận động nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 hàng năm ở 100% tổ dân phố, đã thu hút được hàng nghìn lượt người tham dự và qua ngày hội đã thể hiện rõ nét sinh động khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn phường, đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng, về trình đốn đảng và đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền phường thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tập hợp mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Trên địa bàn phường có đền nghè, đền An Biên cùng với tượng đài nữ tướng Lê Chân là một quần thể di tích văn hóa lịch sử, với lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân của quận và thành phố được tổ chức vào tháng 2 âm lịch và kỷ niệm ngày nữ tướng Lê Chân thắng trận vào tháng 8 âm lịch hàng năm. Ngoài ra, trên địa bàn còn có chùa Nam Hải là trụ sở Thành hội Phật giáo, hàng năm đều diễn ra lễ Phật đản, lễ hội hoa đăng, mùa an cư kết hạ, được Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc quan tâm tạo điều kiện giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội. Để phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc phường luôn thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước,
các cuộc vận động, phối hợp thực hiện các mô hình dân vận khéo của phường như mô hình cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư có sự phối hợp của công an phường, mô hình nhà nhà phòng cháy địa phương an toàn, mô hình tổ dân phố văn minh tự quản và một số mô hình khác. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ động báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với Ủy ban nhân dân, các tổ chức thành viên mở nhiều đợt tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của năm nội dung cuộc vận động đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Mặt trận Tổ quốc phường cũng đã triển khai xây dựng mô hình tổ dân phố văn minh tự quản để đưa nội dung cuộc vận động vào thực tế. Vì vậy, chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng rãi trong toàn thể nhân dân trên địa bàn phường. 8/8 tổ dân phố xây dựng bản quy ước để xây dựng tổ dân phố văn hóa, thường xuyên chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tổ chức vui Tết Trung thu và tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng với số tiền trên 40 triệu đồng một năm. Các hoạt động vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp với chính quyền luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua hưởng ứng tháng cao điểm hành động ngày vì người nghèo. Nhờ làm tốt công tác vận động mà đã có 100% hộ dân ủng hộ quỹ vì người nghèo. Từ năm 2019 đến nay, quỹ đã xã hội hóa được hơn 150 triệu đồng và đã chi trên 100 triệu đồng để tặng quà, trợ cấp đột xuất, xây mới, sửa chữa nhà cho các hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp các dịp lễ Tết. Từ năm 2019 đến năm 2024 đã hỗ trợ trên 200 triệu đồng để xây mới, sửa chữa 6 nhà đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn bằng nguồn quỹ vì người nghèo của quận, của phường và các nhà hảo tâm. Hiện trên địa bàn phường không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo là 3 hộ. Đặc biệt năm 2020-2021, dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn cả nước, thực hiện lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc các cấp, Mặt trận Tổ quốc phường là đơn vị tiếp nhận ủng hộ của cán bộ, nhân dân và các đơn vị nhà hảo tâm trên địa bàn phường với số tiền là 112,6 triệu đồng, hơn 6 tấn gạo, 3.000 chiếc khẩu trang và gần 150 thùng mì cùng nhu yếu phẩm, các loại hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh và ủng hộ kinh phí cho các tổ chốt. Năm 2021 đã quyên góp ủng hộ nộp về quận với số tiền là 102.620.000 đồng. Về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho nhân dân thấy rõ trách nhiệm tác dụng của việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tạo ra thói quen tâm lý ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vận động nhân dân mua các sản phẩm hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Về phát huy dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm xây dựng đảng bảo vệ chính quyền, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đều xây dựng chương trình phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân, phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân hoàn thành tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và hướng dẫn tổ chức thành công các hội nghị bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 20-22-22-25 đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc phường đã tập trung làm tốt công tác giám sát việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc đều xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị theo quyết định 2017-2018 của Bộ Chính trị, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp các ý kiến đề xuất của nhân dân phục vụ hội nghị đối thoại của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với nhân dân hàng năm. Về công tác tham gia của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức các hội nghị hướng dẫn các đơn vị, tổ chức cơ quan và các ban công tác mặt trận quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba để lập danh sách chính thức 36 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường chủ trì và tổ chức thành công 15 hội nghị xin ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú trên địa bàn phường. Có hơn 1.000 cử tri tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết tín nhiệm cao cho các ứng cử viên. Tổ chức 5 hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường với cử tri tại 5 đơn vị bầu cử để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử của mình. Có hơn 350 cử tri tham dự và có hơn 8 lượt ý kiến tham gia. Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc phường luôn quan tâm đến công tác củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các ban công tác mặt trận, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận và các đoàn thể tại địa phương với đội ngũ có năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình công tác. Đội ngũ các trưởng ban công tác mặt trận thường xuyên được kiện toàn trong phù hợp với tính chất công việc trong tình hình mới. Các ban công tác mặt trận đã xây dựng quy chế phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố, tham gia tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ dân phố. 8/8 tổ dân phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm, làm tốt cả phần lễ và phần hội với nội dung phong phú, hình thức trang trọng, thu hút hàng nghìn
lượt người dân tham dự với tinh thần vui tươi phấn khởi, thể hiện sinh động khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, nhân dân ngày càng gắn bó với tổ chức mặt trận, vị trí của các ban công tác mặt trận được củng cố, nâng cao. Đánh giá chung về ưu điểm, trong nhiệm kỳ qua, được sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, sự kết phối hợp của Ủy ban nhân dân phường và các chi bộ tổ dân phố, sự nỗ lực hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự hưởng ứng của nhân dân trong phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ 12. Thành tích đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trong nhiệm kỳ qua đã được Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp ghi nhận và biểu dương, được thể hiện qua bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2020. Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố năm 2021, giấy khen của Ủy ban nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân, giấy khen của Ủy ban nhân dân phường An Biên hàng năm. Nhiều ban công tác mặt trận tại cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như ban công tác mặt trận tổ dân phố số 1, số 3 đã được nhận giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chúc mừng thành tích của các tập thể đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Về công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đôi lúc chưa vận dụng điều chuyển phù hợp với sự phát triển của thành phố, của quận để thu hút các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đồng thuận, tự giác thực hiện tham gia các phong trào của địa phương. Công tác giám sát phản biện xã hội đã được chú trọng, tuy nhiên hiệu quả của công tác phản biện chưa cao. Về mục tiêu chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029, phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ qua, công tác mặt trận của nhiệm kỳ 2024-2029 còn tập trung thực hiện một số những nội dung chính sau. 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 khóa 13 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Kịp thời nắm bắt tập hợp các nguyện vọng kiến nghị chính đáng của nhân dân để đề xuất với Đảng, chính quyền phường nhằm chăm lo cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tăng cường phối hợp với vận động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động thanh niên thực hiện luật nghĩa vụ quân sự đảm bảo 100% chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ, phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Phật tử trên địa bàn tổ chức tốt các hoạt động tôn giáo, đảm bảo đúng quy định pháp luật của nhà nước, tạo sự đoàn kết trong nhân dân. 2. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, công tác thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, quan tâm đến các chính sách xã hội để vận động nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Để đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sáng kiến của nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức để xây dựng địa phương, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua, nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn kết hài hòa với các phong trào mô hình dân vận khéo của Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể, góp phần cải thiện căn bản đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu có từ 90% trở lên tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, có từ 95% trở lên gia đình đạt gia đình văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, đổi mới phương thức vận động cứu trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai hỏa hoạn. Tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để thực hiện hiệu quả các cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động quỹ vì người nghèo, thiết thực hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững hàng năm. 4. Tiếp tục đổi mới bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, tiếp tục xây dựng các quy chế quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc phường với các tổ chức thành viên và thực hiện nhiệm vụ trong Mặt trận Tổ quốc phường, xây dựng quy chế hoạt động phân công trách nhiệm ban thường trực và các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, tăng cường cử cán bộ mặt trận phường tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận của thành phố, của quận, nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận, rà soát nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, kịp thời biểu dương nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên khóa 13 nhiệm kỳ 2024-2029 kêu gọi đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong phường đoàn kết tin tưởng vào sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân, cùng chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm
năm sau cao hơn năm trước. Xây dựng phường An Biên phát triển vững mạnh toàn diện, hàng năm đạt danh hiệu thi đua đứng ở top đầu quận Lê Chân. Đại hội được thực hiện theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Tiếp theo, tôi xin trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên khóa 12. Về kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã thực hiện nghiêm túc điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xây dựng thời gian các kỳ họp cho toàn khóa trên cơ sở nghị quyết chương trình phối hợp hành động cụ thể, duy trì thực hiện tốt chế độ họp giao ban theo định kỳ để kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết công tác mặt trận, đồng thời bàn bổ sung chương trình thống nhất hành động thời gian tới. Với vị trí công tác được phân công ở các lĩnh vực khác nhau, song các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí và có trách nhiệm phối hợp tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đóng góp công sức trí tuệ và kết quả chung của Mặt trận Tổ quốc phường. Nhiều thành viên tích cực triển khai các chương trình công tác mặt trận gắn với hoạt động của tổ chức mình, thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng hội, tập hợp và phát triển hội viên, chăm lo các hoạt động theo quy chế của hội, góp phần vào kết quả hoạt động chung của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên. Căn cứ tình hình thực tế, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã hiệp thương bổ sung cử thay thế 13 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Về kiểm điểm hoạt động của Ban thường trực, ngay sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã hiệp thương cử Ban thường trực gồm 5 vị xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và quy chế làm việc của Ban thường trực, phân công trách nhiệm cho các vị trong Ban thường trực. Với ý thức trách nhiệm cao và tinh thần đoàn kết nhất trí, Ban thường trực đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường giao. Thường xuyên duy trì các kỳ họp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 2 lần trên một năm, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn kiểm tra các ban công tác mặt trận cơ sở hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy về công tác mặt trận, hàng năm xây dựng quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Ủy ban nhân dân, các ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương theo nghị quyết của Đảng ủy, công tác thông tin báo cáo kịp thời theo quy định với Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chủ động phối hợp với cấp ủy các chi bộ hướng dẫn kiện toàn ban công tác mặt trận, ban thanh tra nhân dân sau khi sáp nhập tổ dân phố. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức tốt các kỳ họp tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, của quận và của phường. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đập bầu cử tổ trưởng tổ dân phố. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đều xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị. Đánh giá chung, trong nhiệm kỳ qua, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn cụ thể của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự phối kết hợp của Ủy ban nhân dân và các tổ chức thành viên. Tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu triển khai tổ chức các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường đến các ban công tác mặt trận, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những tồn tại hạn chế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng còn một số tồn tại hạn chế. Vai trò cá nhân của một số ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phụ trách cơ sở còn lúng túng, chưa có kỹ năng tuyên truyền vận động nên dẫn đến công tác tham mưu cho cấp ủy để nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận còn hạn chế. Do điều kiện thực tế của các tổ dân phố không giống nhau, việc xây dựng mô hình mới, mô hình dân vận khéo và nhân ra diện rộng những mô hình tiêu biểu còn chậm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nghiêm túc kiểm điểm trước đại hội những ưu khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, rất mong được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và các ngành đoàn thể để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên đây tôi đã trình bày xong tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024, mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Đào Thanh Tùng, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội lên trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 và mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17 và góp ý vào dự thảo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 sửa đổi bổ sung. Xin trân trọng kính mời ông.
Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 và mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 của mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17 và góp ý vào dự thảo điều lệ mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 sửa đổi bổ sung. Kính thưa đại hội, để chuẩn bị tiến tới đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 15 nhiệm kỳ 2024-2029 và đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 17 từ ngày 20/2/2024 đến ngày 29/3/2024 với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các ban công tác mặt trận đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo với nội dung cụ thể như sau. Một lớn, ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 13 nhiệm kỳ 2024-2029. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung bố cục của báo cáo. Các ý kiến đều cho rằng nhiệm kỳ 2019-2024 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường luôn nêu cao vai trò hoạt động tích cực đúng với quy chế và điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định, luôn vận động tuyên truyền cán bộ và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, giúp cho Đảng và chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường xứng đáng với vai trò tập hợp lực lượng đoàn kết toàn dân, song cần trình bày sâu sắc công tác vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tiếp thu và bổ sung vào dự thảo báo cáo trình đại hội. Kính thưa đại hội, trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào văn kiện trình đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 13, đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 17 và góp ý vào dự thảo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 sửa đổi bổ sung. Thay mặt đoàn chủ tịch, xin trân trọng báo cáo với đại hội. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, để bổ sung làm rõ hơn những kết quả đạt được và đưa ra các giải pháp thực hiện các phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, sau đây đại hội chuyển sang phần các báo cáo tham luận. Xin trân trọng kính mời bà Phạm Thị Diệu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường lên báo cáo tham luận về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội. Lời đầu tiên, tôi xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Thay mặt cho Ủy ban Nhân dân phường, tôi xin trình bày báo cáo tham luận về thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024. Thưa đại hội, thực hiện nghị quyết liên tịch số 19 năm 2008 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường giai đoạn 2019-2024. Trong nhiều năm qua, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của quận ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Đảng ủy phường về việc thực hiện quy chế phối hợp. Kết quả đạt được khá toàn diện và hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương về phối hợp, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp vận động, tập hợp các tổ chức và cá nhân tham gia các chương trình của mặt trận. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để ban công tác mặt trận và các tổ dân phố tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp 18 tháng 11 hàng năm, có trên 6.500 lượt người tham dự, động viên khen thưởng trên 1.000 lượt gia đình văn hóa tiêu biểu. Những gia đình là hạt nhân của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố. Về việc tuyên truyền vận động nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã xây dựng quy chế phối hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Chương trình cuộc vận động tập trung vào việc thực hiện chủ đề của từng năm, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Hàng năm, 100% các tổ dân phố được quận công nhận là tổ dân phố văn hóa. Toàn phường có 3 hộ cận nghèo và không còn hộ nghèo. Vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu của phường, đóng góp kinh phí cải tạo ngõ, trồng cây xanh, lắp điện chiếu sáng trong ngõ, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, quan tâm tới các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, quốc phòng quân sự địa phương vững mạnh. Về phối hợp xây dựng pháp luật, xây dựng đảng và chính quyền, Ủy ban nhân dân đã tạo mọi điều kiện và phối hợp chặt chẽ để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thực hiện chức năng giám sát hoạt động Ủy ban nhân dân, giải quyết đơn thư, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước, giám sát phản biện xã hội đối với các hoạt động của chính quyền địa phương, phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, có 99,96% tỷ lệ nhân dân đi bầu, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Các ban công tác mặt trận phối hợp với tổ dân phố tham gia tích cực vào việc hiệp thương và bầu tổ trưởng tổ dân phố theo đúng quy định. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp, học tập các nghị quyết của đảng, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các hội nghị đại biểu nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Phối hợp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, phối hợp xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền, xây dựng chính quyền thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Phối hợp tham gia các kỳ họp, phiên họp, thông tin báo cáo kết quả và thực hiện nhiệm vụ được sao. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thường được mời tham dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Ủy ban nhân dân phường khi bàn về các vấn đề có liên quan. Ủy ban nhân dân đã thực hiện chế độ thông báo tình hình địa phương cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi Ủy ban nhân dân các báo cáo về kết quả thực hiện chương trình hành động hàng năm, tổ chức họp để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân phường thường xuyên lắng nghe, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế xã hội. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc do ngân sách đảm bảo, Ủy ban nhân dân phường tạo điều kiện về cơ sở vật chất để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức thành công các kỳ tiếp xúc theo kế hoạch và các nhiệm vụ hoạt động chuyên môn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã thực hiện quy chế phối hợp chặt chẽ, hoạt động tích cực và có hiệu quả từ việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong những năm tới, trên cơ sở quy chế đã được xây dựng, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện những chương trình trọng tâm, đó là tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường qua nhiệm kỳ, bổ sung hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 gắn với yêu cầu xây dựng nhiệm vụ và phát triển phường, duy trì phát triển khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường hoạt động giám sát, giải quyết đơn thư, lấy ý kiến của nhân dân, tham gia xây dựng chính quyền và phối hợp tham gia các kỳ họp, phiên họp của hai bên nhằm góp phần hoàn thành toàn diện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cuối cùng, thay mặt cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Bà Phạm Thị Diệu Hương, tiếp theo chương trình, xin kính mời bà Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nên phát biểu tham luận với nội dung vai trò của hội phụ nữ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa đoàn chủ tịch, thưa đại hội, để làm rõ thêm bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12, thay mặt cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, tôi xin tham luận về vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc như sau. Kính thưa đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường với 1.017 hội viên là một tổ chức thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ phường. Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, hàng năm
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác, làm tốt công tác vận động phụ nữ phường tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động các tầng lớp hội viên và nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, từ đó phát huy vai trò phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Tiếp tục vận động nhân dân về công tác cải tạo đường ngõ, công tác lắp đặt mới hệ thống điện chiếu sáng tại các đường ngõ, công tác trồng cây xanh tuyến mặt đường, vận động hội viên chăm sóc cây xanh. Trên đây là báo cáo tham luận nhằm nêu bật công tác phụ nữ phường thời gian qua, góp phần vào thành tích chung của khối đại đoàn kết toàn dân. Cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời bà Đỗ Thị Quý, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 3, lên phát biểu tham luận với nội dung vai trò của ban công tác mặt trận trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đại hội, thay mặt cho ban công tác mặt trận các tổ dân phố, tôi xin trình bày tham luận với nội dung vai trò ban công tác mặt trận trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận chủ trì nhằm minh họa vào bản báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2019-2024 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12. Trước hết, cho phép tôi thay mặt ban công tác mặt trận tổ dân phố số 3 xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, trong những năm qua, để góp phần thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, đẩy mạnh phong trào thi đua, dân vận khéo nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Ban công tác mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố xây dựng tiêu chí thi đua và quy chế phối hợp, làm tốt công tác giám sát, vì vậy đã tạo được sự nhất trí cao giữa chi ủy, tổ dân phố và ban công tác mặt trận, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết của nhân dân, hưởng ứng thi đua thực hiện 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kính thưa đại hội, về mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, chúng tôi hoàn toàn nhất trí và xin nhấn mạnh thêm, công tác mặt trận ở tổ dân phố có vị trí rất quan trọng trực tiếp với nhân dân, là nơi tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của chính quyền. Vì vậy các cấp ủy chi bộ cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của ban công tác mặt trận. Đồng thời, ban công tác mặt trận phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tăng cường hoạt động giám sát phản biện xã hội. Hoạt động mặt trận có hiệu quả thì nhiệm vụ hàng năm của tổ dân phố sẽ hoàn thành xuất sắc. Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vì điều kiện thời gian có hạn, phần báo cáo tham luận xin được dừng tại đây. Nếu đại biểu nào còn ý kiến, xin gửi bằng văn bản về đoàn thư ký đại hội để tổng hợp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Vũ Thị Việt Hà, Ủy viên Quận ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lên phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa đồng chí Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. Kính thưa đồng chí Lâm Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể đại hội. Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của nhân dân cả nước đang thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10,
nhiệm kỳ 2024-2029. Hôm nay, tôi và đồng chí Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, đồng chí Lâm Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý và các đại biểu dự đại hội lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc đại hội thành công rực rỡ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội. Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được vun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tập hợp đoàn kết trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giành thắng lợi lịch sử trong cách mạng tháng 8 năm 1945 và các cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam. Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên đã thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao vai trò, trách nhiệm, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã chủ động, quyết liệt, tích cực, sáng tạo trong quán triệt triển khai thực hiện chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời đã lắng nghe tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy Đảng và chính quyền cơ cấp, nhất là các vấn đề quan trọng về chăm lo đời sống nhân dân, về bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, về phát huy dân chủ cơ sở, về xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và góp phần quan trọng trong thực hiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kính thưa toàn thể đại hội, tại đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029 của phường An Biên chúng ta lần này, chúng ta sẽ thấy thiếu vắng một nội dung tại đại hội, đó là nội dung giới thiệu cử người hiệp thương để bầu ra ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029. Lý do là phường An Biên của chúng ta là một trong 12 phường thuộc quận Lê Chân phải thực hiện đề án sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính cấp phường. Như vậy thì cái nội dung mà chúng ta cử giới thiệu hiệp thương để bầu ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029 chúng ta sẽ để lại thực hiện sau khi đơn vị hành chính mới của chúng ta hình thành. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, xây dựng và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc có vai trò trọng trách rất to lớn. Mặt trận Tổ quốc phường phải hết sức năng động, sáng tạo bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để động viên tổ chức nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Và cũng tại đại hội trọng thể của ngày hôm nay, tôi kính đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền phường tiếp tục thường xuyên quan tâm, chăm lo, phối hợp, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần vào xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh như tinh thần mục tiêu của đại hội các đồng chí đã đề ra. Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo,
các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Tiếp theo, đại hội sẽ tiến hành việc thương cử đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17. Trước hết, tôi xin báo cáo đề án nhân sự đại biểu dự đại hội quận như sau. Căn cứ công văn số 283 ngày 10 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa 17, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12 xây dựng đề án như sau. Về tiêu chuẩn, đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc quận phải là những vị tiêu biểu có tín nhiệm và có khả năng đóng góp ý kiến vào những quyết định của đại hội. Về số lượng, đại hội hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức. Về cơ cấu thành phần số lượng gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phó chủ tịch là 1 vị, đại diện tổ chức chính trị xã hội là 1 vị, trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu là 1 vị, trưởng ban vận động tổ dân phố tiêu biểu là 1 vị, đại diện trường học tiêu biểu là 1 vị. Kính thưa đại hội, căn cứ phân bổ đại biểu của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân và nghị quyết hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, đoàn chủ tịch trình đại hội danh sách dự kiến đoàn đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân khóa 17 như sau. 1. Ông Đào Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12. 2. Bà Trần Như Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. 3. Bà Đỗ Thị Quý, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 3. 4. Ông Bùi Văn Huấn, trưởng ban vận động tổ dân phố số 7. 5. Bà Cao Hồng Chín, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Sau đây xin ý kiến đại hội về danh sách cụ thể 5 vị dự kiến tham gia đoàn đại biểu chính thức. Xin hỏi đại hội có ý kiến bổ sung nào khác không ạ? Có ý kiến bổ sung nào khác không ạ? Dạ không có. Vậy đại biểu nào nhất trí với danh sách trên đề nghị cho biểu quyết? Xin cảm ơn. Như vậy 100% đại biểu đã nhất trí với danh sách dự kiến. Trân trọng cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, trước khi tiến hành nghiệp thương cử đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc quận, đề nghị đại hội cho ý kiến lựa chọn một trong hai hình thức biểu quyết sau. Một là biểu quyết một lần cho cả 5 vị có tên trong danh sách. Hai là biểu quyết lần lượt cho từng người một. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí với hình thức biểu quyết một lần cho cả 5 vị có tên trong danh sách, đề nghị cho biểu quyết. Xin cảm ơn. Có đại biểu nào có ý kiến khác không? Không có. Như vậy 100% đại biểu nhất trí với hình thức biểu quyết một lần cho cả 5 vị có tên trong danh sách. Xin cảm ơn đại hội. Sau đây đại hội sẽ tiến hành nghiệp thương cử đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa 17. Đại biểu nào nhất trí cử 5 ông bà có tên trong danh sách vào đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17, xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy đại hội đã nhất trí 100% cử 5 đại biểu trên vào đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 17. Kính thưa đại hội, căn cứ tình hình thực tế, để đảm bảo đoàn đại biểu phường An Biên tham gia Đại hội Mặt trận Tổ quốc quận đủ về số lượng, góp phần vào thành công chung của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Đại hội hiệp thương cử đại biểu dự quyết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12 dự kiến số lượng đại biểu dự quyết là 1 vị. Sau đây xin ý kiến đại hội về số lượng đại biểu dự quyết là 1 đại biểu. Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy 100% đại biểu đã nhất trí với số lượng đại biểu dự quyết là 1 vị. Về danh sách đại biểu dự quyết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12 đã dự kiến là bà Đinh Thị Quỳnh, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 4, trình xin ý kiến để đại hội hiệp thương cử làm đại biểu dự quyết. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí với dự kiến đề nghị cho biểu quyết. Xin cảm ơn. Đại biểu nào không đồng ý với ý kiến khác? Không có. Như vậy, 100% đại biểu đã nhất trí cử bà Đinh Thị Quỳnh, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 4 là đại biểu dự quyết từ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17. Một lần nữa, chúng ta nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu đã được cử vào đoàn đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17. Xin cảm ơn đại hội.
Tiếp theo chương trình, xin kính mời bà Hoàng Thị Kim An thay mặt đoàn chủ tịch lên điều hành cùng khen thưởng và trao thưởng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác mặt trận của phường An Biên đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng và biểu dương. Tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường sẽ được nhận khen thưởng tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc quận lần thứ 17. Sau đây, tôi xin trích đọc các quyết định khen thưởng. Quyết định khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân. Tại quyết định số 228 ngày 15 tháng 1 năm 2024, bà Vũ Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân đã ký quyết định tặng giấy khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024, có danh sách kèm theo. Sau đây, xin kính mời các tập thể và các cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân tặng giấy khen lên sân khấu để nhận khen thưởng. Tập thể, xin kính mời Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Hội Cựu chiến binh phường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường, Công đoàn Cơ quan phường, Hội Chữ thập đỏ phường, Ban công tác mặt trận Tổ dân phố số 1 và Ban công tác mặt trận Tổ dân phố số 3. Về cá nhân, xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12, ông Đào Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12, bà Hoàng Thị Kim An, Ủy viên Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 12. Liên hiệp Phụ nữ phường, bà Đỗ Thị Quý, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 3,
Kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Nhật, Ủy viên Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường lên phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Phạm Hùng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cư trú trên địa bàn, thay mặt cho tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cư trú trên địa bàn phường An Biên. Kính thưa đồng chí Lâm Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, trưởng ban Ban Tổ chức Quận ủy. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Quận ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các bác các đồng chí. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029 là một sự kiện chính trị hết sức quan trọng trong đời sống của nhân dân toàn phường ta. Tôi rất vui mừng được thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương về dự với đại hội. Xin thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương xin gửi tới lời chúc mừng, lời chào tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các bác đồng chí. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Và cũng nhân dịp này, xin được thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương xin được chúc mừng những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên đã đạt được. Chúc mừng các tập thể, cá nhân đã được nhận khen thưởng tại đại hội, và đặc biệt chúc mừng các cá nhân đã trúng cử và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc quận chúng ta là nhiệm kỳ 2024-2029 này. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể đại hội, 5 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt chúng ta trải qua dịch bệnh COVID-19 và tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động, tình hình kinh tế suy thoái toàn cầu do những tác động không nhỏ đến quá trình hoạt động cũng như mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, an ninh xã hội trên địa bàn phường chúng ta. Tuy nhiên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã tiếp tục phát huy mạnh thế mạnh, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Mặt trận Việt Nam phường lần thứ 12, qua đó đóng góp lớn cho sự thành công của địa phương, hoàn thành thắng lợi vào nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Đại hội Đảng bộ phường chúng ta. Trên kết quả đạt được và báo cáo chính trị đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trình trước đại hội, xin được thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương một lần nữa xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc phường cùng hệ thống chính trị địa phương chúng ta đã đạt được, thể hiện qua nhiều mặt công tác. Xin một lần nữa thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo của phường xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm của quý vị đại biểu thành phố, đại biểu quận, cũng như là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp về mặt chuyên môn nghiệp vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Xin được đề nghị các đồng chí cấp ủy, các chi bộ, các cơ quan, ban ngành của phường quan tâm chỉ đạo cũng như là phối hợp với Mặt trận Tổ quốc để trong thời gian tới hoàn thành thắng lợi nghị quyết đã được xây dựng tại đại hội lần này. Xin được thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương một lần nữa xin được kính chúc các đồng chí đại biểu, khách quý, kính chúc các bác các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và cầu chúc đại hội ta thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, xin kính mời bà Trần Minh Ngọc thay mặt đoàn thư ký đại hội liên chỉ dự thảo nghị quyết đại hội. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn thư ký đại hội, tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết đại hội như sau. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2024 tại hội trường trụ sở phường. Đại hội đã có 68 đại biểu chính thức dự trên tổng số 68 đại biểu chính thức được triệu tập. Đại hội nghe và thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024-2029 và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Ban Thường trực khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội nhất trí quyết nghị 1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao vai trò vị trí của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ý chí tự lực tự cường và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững trật tự kỷ cương xã hội. 2. Đại hội hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc quận Lê Chân lần thứ 17 gồm 5 người và 1 đại biểu dự khuyết. 3.
Đại hội giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân, của Đảng ủy phường An Biên để bổ sung vào báo cáo tổng kết, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện, tổ chức triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ 2024-2029. 4. Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường An Biên phát huy thắng lợi kết quả đạt được, tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung phương thức hoạt động để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 13, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp. Trên đây tôi đã trình bày xong dự thảo nghị quyết đại hội, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội đã nghe toàn văn dự thảo nghị quyết của đại hội. Đề nghị đại hội cho ý kiến. Có đại biểu nào có ý kiến gì ạ? Nếu không có đại biểu nào có ý kiến thì xin đại hội cho biểu quyết. Đại biểu nào nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết đã nêu xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác ạ? Không có. Như vậy 100% đại biểu đã nhất trí thông qua nội dung nghị quyết của đại hội. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa các ông bà lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội. Sau thời gian 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên khóa 13 nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã nhất trí với bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Ban thường trực khóa 12 nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã nghe các báo cáo tham luận, đã hiệp thương cử đoàn đại biểu Mặt trận phường đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 17. Đại hội đã tiến hành trao thưởng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác mặt trận nhiệm kỳ qua. Biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội với quyết tâm đưa hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường nhiệm kỳ 2024-2029 tiến lên một bước phát triển mới. Thay mặt cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân và lãnh đạo Đảng ủy phường An Biên. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình thống nhất hành động, các nhiệm vụ chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các ông bà trong tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cư trú trên địa bàn, các ông bà là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân, các ông bà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường An Biên, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên, công an phường, đội thuế liên phường số 1, các chi bộ, tổ dân phố, các trường học, các nhà hảo tâm trên địa bàn. Cảm ơn 68 đại biểu chính thức đã về dự với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm tạo nên sự thành công của đại hội. Đại hội trân trọng cảm ơn các tổ chức, đơn vị, cá nhân đã gửi hoa chúc mừng. Cảm ơn các hạt nhân văn nghệ đã đến chào mừng đại hội. Thành công của đại hội là niềm cổ vũ lớn đối với những cán bộ làm công tác mặt trận để tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Xin kính chúc ông bà lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin trân trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên khóa 13 nhiệm kỳ 2024-2029.